Rồi, mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Gâm Lậu Mobile nha. Thì hôm nay mình quay trở lại với con Tam Quốc Tiền Truyện nha anh em. Thì con này sẽ open server 10 vào lúc 14 giờ ngày 8 tháng 12 năm 2021 nha anh em. Tức là 2 giờ chiều ngày hôm nay nha anh em. Thì con này sẽ chính thức open server 10 nha anh em. Thì con này sẽ free cho mấy anh em là VIP 10, 1.900.000 kim bảo và tăng lên level là 100 nha anh em. Và 120 triệu SP tướng nha, 5 thần tướng 5 sao luôn. Nguyệt lực 55 nha. Đó, những phần quà tặng cho mấy anh em rất nhiều nha. Ở đây có lệnh chiêu mộ cao cấp là nhân 200 luôn. Mấy anh em tha hồ mà chiêu mộ tướng nha. Thì sẽ có tặng cho mấy anh em một cái bộ code là Tân Thủ á, mình để trong phần mô tả nha anh em. Mấy anh em mở phần mô tả lên, mấy anh em lấy và nhập nhé. Ngoài ra thì mấy anh em tham gia sự kiện ha, phúc lợi 7 ngày nè. Những sự kiện like share ha, mấy anh em làm đủ các bước inbox về fanpage này nha anh em, thì sẽ được admin gửi cho mấy anh em được cái VIP VIP nha anh em. Thì mấy anh em lên cái trang chủ là ba cô tiền truyện mấy anh em tải game nha. Thì hiện tại con này chưa có iOS nha anh em, nó chỉ có APK thôi. Thì mấy anh em vào đây tải nha. Khi anh em tải cài đặt xong thì anh em vào phần quản lý tài khoản mấy anh em nhập gift code nha anh em. Đây. Ở đây thì mấy anh em chọn server nha. Thì mình làm demo, mình làm lên server 10 nha anh em. Thì ở đây mình làm cho mấy anh em cái demo là nhập vài cái thôi nha, vài cái code thôi nha anh em. Thì mấy anh em vô phần mô tả, mấy anh em lấy, mấy anh em nhập hết mấy cái code này nha anh em. Thì ở đây nó có phần nạp xu nè. Thì mấy anh em có thể chọn thẻ ngân hàng ha, với Momo, thẻ cào, hoặc là những cái phương thức nạp khác nha anh em. Đó. Phần cửa hàng, cửa hàng là chưa có gì ha. Phần nạp xu vào game, đây anh em có thể chuyển cái xu của mình vào game nha anh em. I do it all for you. Every day's feelings overdue.
sinh. Vạn thú bung đằng. You pull me through. I give it up to you. I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You got me invited. You wanna hold me close, but I don't know what you would do. Xin muốn thể hiện đi.